Cái này thì đồ ăn mà khẩu vị của mọi người không giống nhau nha, nhưng mà hồi sáng tới giờ là chị thấy nó ngon quá là chị cũng quất hết mấy trái rồi. Sẵn thôi thì tính ăn, nhưng mà thôi quay cho em một cái clip luôn ha. Đây có người thích cái độ giòn à, còn đây là mai thái đá nhập lăng mày không luôn, này nó mềm hơn à, nó hơi chua nè, còn cái này thì nó giòn. Nói chung là mọi người vẫn thấy rất đó. Nhưng mà em không thích mấy cái này, em có thể mua táo tàu nha. Đây, đây là lô hôm nay nha. Lô này á 6 kg nguyên gỗ, 330 cành, chưa tính ship nha. Cái này mà ship gỗ táo này nè, nó tầm khoảng 50 cành đến, là có nghĩa là nó chạy ra là 380, 380, nên mấy bạn có thể cân nhắc, rồi mấy bạn có thể alo mình nha. Đây nguyên gỗ như thế này 330, ship nữa là ra 380, 370, nó tùy theo nha. Nếu mấy bạn ở xa gần có khi 20 cành, ship về Châu Đốc là có 20 cành nha. Ngắn rồi.